Nó có một khúc L như đông nằm bên đây. À, thế à. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang ở đây là địa phận xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy, trên cái con đường này người ta chuẩn bị trải nhựa này, người ta mới nu lèn thôi. Đó. Thì khu này đang là đất trồng cây, nhưng mà nghe nói là khu đo lên thì có thể nên làm được nên được đất ở. Thì giới thiệu quý vị một cái lô đất ở bên này. Có diện tích là 3 sào. 3 sào đúng không ạ? 3 sào đúng luôn. Mà tức là 3.000 mét vuông ấy. Có chiều ngang là khoảng hơn 30 mét. Hơn 30 mét. Bắt đầu từ cái chỗ đằng sau ô tô chúng tôi đổ đây. Đây này. Bắt đầu từ cái cọc này. Đi vào bên trong. Đang trồng tiêu đây này. Đó. Ra tới cọc này cho đến cái cột điện trên kia. Đó. Tương đối đẹp à, quý vị thấy không? Đường này đường hôm nào nên trải nhựa lên thì đẹp lắm. Và giá đang chào bán là 3 tỷ rưỡi ha, 3 tỷ rưỡi cho 3 sào. Thế quý vị nào mà quan tâm ở đây thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Đấy, đường này bây giờ cách cái đường nhựa hiện hữu nó khoảng gần 100 mét thôi, rất là gần. Rồi. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.